Chuyển sang thông tin thời tiết đáng chú ý. Trong khi miền Bắc, miền Nam hôm nay vẫn có mưa về chiều, thì ở miền Trung lại xuất hiện nhiều điểm nắng nóng. Quý vị lưu ý để có kế hoạch vui chơi ngoài trời cuối tuần phù hợp và đảm bảo sức khỏe. Thông tin chi tiết sẽ có ở phần cuối của chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị! Trong chiều nay, số điểm nắng nóng ở miền Trung tăng thêm. Những nơi sẽ lên 35-36 độ là Vinh, Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Quảng Ngãi, Phan Rang, Tháp Chàm. Nắng nóng xảy ra trong ngày cuối tuần. Quý vị có các kế hoạch đi chơi nên lưu ý, hạn chế ở ngoài trời khi nắng mạnh nhất từ 12 đến 15 giờ. Bởi đây cũng là thời gian có chỉ số tia cực tím ở mức cao. Đồng thời sử dụng các biện pháp chống nắng, nên chọn trang phục dài tay, có chất liệu cốt tông, đũi vì có thể thấm hút mồ hôi tốt để thoải mái khi vận động.